Nhà đẹp Chicago mến chào quý vị và các bạn gần xa, những người quen lẫn không quen. Cảm ơn quý vị rất nhiều lại ghé thăm kênh YouTube Nhà đẹp Chicago. Amanda xin tự giới thiệu lại, hiện tại Amanda đang sinh sống và làm việc tại tiểu bang Illinois, miền Bắc của nước Mỹ. Công việc hiện tại của Amanda là mua bán nhà cửa, tiếng Mỹ gọi là Real Estate Agent. Trong video này, Amanda xin được chia sẻ các bước căn bản mua nhà ở Mỹ. Thì bước thứ nhất đó là mình tìm cái lender. Lender là ai? Là người cho bạn vay mượn cái tiền để bạn mua nhà đó. Thì họ sẽ nói cho các bạn biết là các thủ tục, các giấy tờ và cái số tiền cho bạn có thể vay mượn được là bao nhiêu khi bạn mua nhà. Sau đó là họ xét duyệt xem là họ cho bạn mượn bao nhiêu và họ sẽ yêu cầu bạn nộp những cái giấy tờ liên quan, và để họ kiểm tra xem cái credit score của bạn là tốt hay xấu, có nợ gì trong ngân hàng hay không. Nếu mọi thứ ổn á, thì bạn sẽ được cấp cái giấy gọi là pre-approved certificate. Nếu mà bạn có cái chứng chỉ này á, thì bạn mới có thể bắt đầu đi tìm nhà. Và Amanda xin nhấn một cái điểm lưu ý ở đây là nếu bạn mua nhà bằng tiền mặt á, thì bạn không cần cái bước này. Còn nếu mà bạn mua nhà bằng tiền vay á, thì bạn phải cần đến cái bước này ha. Và Amanda xin được chia sẻ cái bước thứ hai là sau khi mình có cái giấy pre-approved certificate rồi á, thì mình tìm cái real estate agent. Thì bạn cần phải kiếm được cái agent đại diện cho mình, bởi vì họ là những người có thẩm quyền để mở cửa cho căn nhà của bạn muốn vô xem đó. Thì người mua không có phải trả cái chi phí gì cho agent cả. Người bán sẽ trả những chi phí cho cả hai bên, người mua và người bán. Cho nên mình sử dụng một cái realtor sẽ mang lại lợi ích cho người mua theo nhiều cái cách mà không phải trả bất kỳ một cái chi phí nào. Thì realtor sẽ giới thiệu các dịch vụ sau đây cho người mua, như là một người cho vay giỏi nè, làm việc cho một ngân hàng tốt nè, công ty kiểm tra nhà nè, công ty bảo hiểm nhà, giới thiệu một luật sư giỏi nè, tìm một ngôi nhà quyến rũ theo ý của bạn, và giúp người mua thương lượng giá mua và hợp đồng, vân vân và vân vân. Thì Amanda đã nói cái phần này rất là chi tiết, nên nếu như mà quý vị muốn tìm hiểu thêm thì quý vị có thể vào cái phần mô tả, cái phần description ở dưới để có thể tìm thêm những cái video mà Amanda đã từng làm ha. Thì lưu ý là trong trường hợp này mình không nên tìm agent đăng bán, vì họ đại diện cho người bán, nên mình tìm agent đại diện cho bản thân mình, là cho người mua, để bảo vệ cái quyền lợi cho mình. Và cái bước thứ ba trong cái bài chia sẻ này á, là mình đi xem nhà và agent sẽ dẫn bạn đi tìm cái kiểu nhà mà bạn yêu cầu. Ví dụ như bạn nói cho realtor của bạn biết là nhu cầu tìm nhà của bạn có bao nhiêu phòng ngủ, bao nhiêu phòng tắm, kích cỡ nhà ở khu vực nào, trường học nào, và bạn muốn gửi con học ở cái trường đó đó, thì nhà có người lớn tuổi ở chung hay là không. Nếu mà người lớn tuổi ở chung thì tìm nhà có cái phòng ngủ nằm ở cái tầng trệt, vân vân. Đó là những cái bước căn bản cho cái căn nhà tương lai của bạn mà bạn cần chia sẻ với agent. Thì agent sẽ vào trong cái MLS, sẽ gửi email cho bạn. Một ngày đó thì bạn có thể nhận được 2 đến 3 cái email để cập nhật những cái căn nhà theo ý của bạn. Và bước thứ tư là mình đưa cái offer. Thì sau khi chọn được cái nhà ưng ý rồi á, thì agent sẽ đưa cái offer cho bạn, cái giá nè, điều kiện, điều khoản. Họ sẽ làm cái hợp đồng cho các bạn và sẽ giải thích cái hợp đồng đó có gì, làm sao để thắng được cái offer. Chủ yếu là quyết định ở mình, họ chỉ là người tư vấn thôi. Thì cái offer phải tùy theo thị trường, là thị trường của người mua hay là thị trường của người bán. Vì mỗi cái thị trường đưa ra cái chiến thuật, đưa ra cái offer khác nhau, và chỉ có agent là người nắm rõ nhất để có thể giúp cho bạn được. Và cái bước thứ năm là cái bước inspection, là cái bước kiểm tra nhà đó quý vị. Thì cái bước này Amanda cũng có chia sẻ trong một số cái video trước, thì Amanda xin được nhắc lại ở đây á, là inspector sẽ vô cái căn nhà mà bạn muốn mua để kiểm tra xem cái vật liệu trong nhà như thế nào, có cần phải sửa hay là thay cái gì mới hay không, để bạn chuẩn bị để đủ tiền để sửa chữa cái căn nhà.
Và cái inspection á, người ta sẽ khám tổng quát để xem cái căn nhà này có triệu chứng hoặc là cái biểu hiện hoặc có tiềm ẩn gì hay không. Nếu mà quý vị mua những cái căn nhà mới xây như Amanda giới thiệu rất nhiều trong các video trước thì mình có thể bỏ qua cái bước inspection vì mình được bảo hành trong vòng 1 năm và hơn nữa trong những cái căn nhà mới như vậy thì mình không có cần phải lo lắng nhiều. Và Amanda xin được chia sẻ cái bước thứ 6 là cái bước cuối cùng, đó là closing cost. Thì closing cost tầm khoảng từ 5 đến 6.000 rưỡi và cộng thêm tiền thuế đất và tiền bảo hiểm nhà, title, escrow và lender. Và trong trường hợp này thì Amanda muốn nói thêm là cái vì sao mình phải mua bảo hiểm nhà, vì đó là cái yêu cầu bắt buộc của cái nhà cho vay. Nếu mà bạn muốn vay thì bạn phải thực hiện theo yêu cầu của họ. Nếu mà có chuyện gì xảy ra với cái căn nhà thì cái số tiền của họ cho mình vay sẽ được bảo hiểm. Bài chia sẻ của Amanda xin được kết thúc tại đây. Nếu quý vị thấy cái video này hữu ích thì vui lòng nhấn nút like và share để lan tỏa cho nhiều khán giả ngoài kia cùng biết đến thông tin này. Và đồng thời cùng ủng hộ kênh Nhà Đẹp Chicago để Amanda có thêm động lực làm những video tiếp theo. Mà nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến mua bán nhà cửa nè, đầu tư bất động sản ở Mỹ, hoặc là vay mượn tiền để mua nhà hoặc là đầu tư thì đừng ngần ngại liên lạc với Amanda. Thì số điện thoại của Amanda luôn hiển thị trên màn hình ở góc bên phải. Amanda mến chúc quý vị sức khỏe và bình an, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo. Trân trọng kính chào. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về nhà cửa của các thành phố của tiểu bang Illinois miền Bắc nước Mỹ á, thì có thể click vào đường link bên dưới đây. Amanda để cái trang web của Amanda trong cái phần description, cái phần mô tả đó. Thì đây là cái trang web của Amanda nè. Thì khi mà cái mình bấm á, mình muốn tìm nhà ở thành phố nào thì mình bấm cái nút search ha. Rồi ngay chỗ đây là mình bấm tên của một cái thành phố, giả sử mình bấm thành phố Hinsdale ha. Chỗ này là for sale. Rồi 3 phòng ngủ nè, 2 phòng tắm nè, giả sử đi cái nhu cầu của mình là như vậy. Mà bấm cái giá là 750.000 trở lên. Rồi mình bấm cái nút search. Rồi thì lúc này nó sẽ hiện ra nè, đây là một cái hình minh họa đây ha, mình nó sẽ hiện ra như thế này. Và mình bấm vào contact us. Rồi thì chỗ này mình sẽ bấm nè, tôi muốn mua nhà đi giả sử. Ok, vào để email và số phone chỗ này, giả sử số phone của quý vị. Bây giờ Amanda để số phone của Amanda ha. Rồi mình bấm cái nút send email. Thì bên Amanda sẽ nhận được cái thông tin của quý vị liền ngay tức thời luôn, và sẽ liên lạc với quý vị trong cái thời gian sớm nhất có thể. Và nếu như mà quý vị thích cái video thì nhớ bấm cái nút subscribe. Và bên cái nút subscribe có cái nút chuông, nhớ bấm vào cái nút chuông nha. Thì mỗi lần mà Amanda up cái video mới á, thì quý vị là một trong những người xem được cái video mới của Amanda. Xin chân thành cảm ơn.